Xin kính chào các bạn vị, đây là Asus Zenfone 3 và cuối cùng thì mình đã được trên tay một phiên bản màu trắng. Tuy nhiên cái mục đích của video này đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cảm biến vân tay, hướng dẫn sử dụng nó làm sao cho hợp lý. Cụ thể thì Zenfone 3 là mẫu điện thoại đầu tiên của Asus sẽ có trang bị cảm biến vân tay. Các bạn truy cập vào phần cài đặt sẽ có một vân tay ở đây. Và câu hỏi đặt ra là vân tay trên máy các bạn làm được những gì? Tổng cộng ở Asus Zenfone 3 sẽ có 3 chức năng khác nhau. Chức năng đầu tiên là trả lời cuộc gọi đến, chức năng thứ hai là khởi động máy ảnh và chức năng thứ ba giúp các bạn có thể chụp được một tấm hình. Bây giờ thì mình sẽ thử đầu tiên với tính năng khởi chạy máy ảnh. Để khởi chạy máy ảnh thì bình thường mọi người phải như là trở về màn hình home, sau đó bật camera. Tuy nhiên với Zenfone 3 các bạn chỉ cần gõ 2 lần lên cảm biến phía sau, lập tức là chúng ta sẽ mở nhanh được camera. Và muốn chụp hình mọi người chỉ cần chạm thêm một lần nữa sẽ có tấm hình lưu lại được ngay. Để minh họa thì các bạn sẽ xem lại cho mình thực hiện. Đây là cái cảm biến vân tay ở phía sau. Và đây là cái giao diện của mình sẽ chuẩn bị mở 3, 2, 1. Đó, quay ra một cái là đã có camera rồi. Và muốn chụp hình chỉ cần đặt nhẹ lên. Mình không hề chạm vào bất kỳ một phím chức năng nào ở trên máy. Chỉ cần có một ngón trỏ phía sau, đặt vào. Thì điều đó sẽ giúp chúng ta là trong cái việc selfie, các bạn không cần phải sử dụng ngón tay để điều khiển chỗ này hay là phải với tay lên khó chịu. Mà các bạn chỉ việc chạm vào cảm biến vân tay là một vị trí đặt là hết sức hợp lý, rất vừa tầm với tay của mình để thao tác. Và ngoài ra trên Asus Zenfone 3 sẽ cho phép các bạn nhận cuộc gọi thông qua cái cảm biến vân tay này. Bây giờ sẽ có cuộc gọi đến. Với chiếc Asus Zenfone 3 các bạn chỉ việc đặt ngón tay giữ lên phần cảm biến vân tay, lập tức sẽ nhận được cuộc gọi hoàn toàn bình thường. Và ngay cả lúc này các bạn muốn chụp ảnh các bạn cũng nháy đúp một lần nữa là cái phần camera sẽ mở luôn lên cho chúng ta. Và về cơ bản đây là 3 chức năng mà mình đánh giá rất hay. Cảm biến vân tay xưa giờ rất nhiều hãng, ví dụ như iPhone chẳng hạn, chỉ có một chức năng duy nhất là mở khóa máy, chán thế bà cố. Nhưng mà với cái này các bạn sẽ nhận cuộc gọi này, hay là người ta thể làm được chụp ảnh vân vân. Và thêm một cái nữa dành cho bạn nào đang sử dụng smartphone có cảm biến vân tay là cài phần mềm LockDown Pro. Đây là một phần mềm rất hay, cho phép chúng ta có thể khóa được mọi ứng dụng ở trong máy, bao gồm cả ứng dụng hệ thống và đặc biệt là khóa thêm những cái mà bình thường ứng dụng khác không có. Ví dụ như là khóa phần cài đặt, khóa các ứng dụng gần đây, ví dụ như phần đa nhiệm các bạn bấm lên OK là chúng ta sẽ thấy. Nhưng khi mình sử dụng cái LockDown Pro, mình có thể khóa luôn cả cái phần đa nhiệm này lại để không ai thể truy cập vào được. Hoặc là hiện tại Facebook của mình muốn sử dụng được thì phải có cảm biến vân tay của mình. Nếu không có dấu vân tay thì sẽ có rất nhiều ứng dụng trong máy không thể hoạt động. Ngay cả phần đa nhiệm, đặc biệt là gấu khi mà chết cha, quên mất, muốn sử dụng xong cái mới các bạn phải thoát ra để kích hoạt lại. Đôi khi có những cái bảo mật quá sẽ khiến chúng ta cảm thấy nó hơi bị ngu si một chút. Đó, bây giờ các bạn thấy là khi thoát ứng dụng ra chúng ta sẽ yêu cầu cảm biến vân tay thì mới có thể xem được trình đa nhiệm. Còn nếu không có cảm biến vân tay các bạn sẽ không xem được đa nhiệm là gần đây gấu mình đang làm cái gì, cực kỳ tiện lợi. Và như vậy là mình chia sẻ các bạn về những tính năng có trên cảm biến vân tay của Asus Zenfone 3, như cho phép nhận cuộc gọi, mở nhanh cái khả năng chụp ảnh và cũng như chụp ảnh bằng một cách chạm nhẹ lên cảm biến vân tay và khóa các ứng dụng trong hệ thống. Và cái máy của bạn thì đang có cảm biến vân tay hay không và các bạn đang làm những mục đích gì? Hãy comment chia sẻ ý kiến bên dưới và các bạn sẽ có cơ hội kiếm được quà thông qua cái link chương trình mình chia sẻ mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.